Bích lại chào sư, bắt đầu chương trình học sáng nay. Dạ, con kính dâng bích lại chào sư. Nam mô Bụt Hài Giá, Nam mô Tham Mài Giá, Nam mô Sang Thái Giá. Trước tiên kinh lễ chư tôn thiền đức tăng, kinh lễ đại đức Phước Thạnh, đại đức Phước Sang. Mến chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Mến chào huynh Danh Ngộ, hoàng đạo hữu Lê Tuấn, sư Thiên Lạc, sư Meta, sư Khánh Kiếm và sư Kiếm. Chúc quý vị an vui. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 157. Ôn lại, hôm trước chúng ta đang học lễ dở. Hôm nay chúng ta ôn lại câu Phật ngôn này. Trước khi bước vào đề tài câu Phật ngôn 157, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si á răng thu thà gác rù lù cút ta mù thấp bá gà rù hư chệt thà cù lù cá sơ sá thà chá ná đầm má cù quý đồ hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng. Tử đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bô quý giá tá sơ sát thu nô lô ca nó mình thá sơ vĩ nà thá rô cô tháp bà nhu bút tháp bà tí phù tí sành nhá tù hoàn đà má hành tăng ná ra phù. Cho này giá cần pháp bảo cứ như ánh vàng, như là soi sáng vẹt màng phù minh phá tan làm đặc dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý sức thô thú cá tác sá xà quát khô thích khà thú cà mù quát thất hồng mát thích khắc vô niên đà bát sân xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà mát hành tăng ná ra phù. Cha này giá cần Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ Tăng Hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tê gia tê chê ná xích thà mê ê thú quá thác năng tác xà bí à nút vào về ná xá hát xà dê ná xá chạch tú. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Giá. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Kính lễ thượng tọa Thanh Tâm. Sa thủ đã nhận được tịnh tài. Thượng tọa coi như cúng dường. Qua Đại Đức Tuệ Đức rất là hoan hỷ với tiền sự mà thỉnh tọa nghĩ tưởng đến chúng tôi, rất là hoan hỷ. Thỉnh tọa thanh tâm lâu quá không gặp, hình như 2018 2018 tới bây giờ vẫn chưa gặp lại thỉnh tọa tại chùa Kỳ Viên. Rồi, hôm nay chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 157. Hôm trước chúng ta cũng đang học lễ dở, bây giờ ôn lại thôi ha. Bây giờ chúng tôi đọc một lần hai câu ha. Quý vị hoan hỷ ha. Atta nang che bi yam chan nya rak thay ya nang surak khi tăng. Atta nang che bi yam chan nya rak thay ya nang surak khi tăng.
ta năng chê bi yang chan nha rắc thầy giá năng su rắc khi tăng. Câu 3, câu 4 ha. Nó chạy lên. Tình năng anh nhá ta răng nhà măng bất tích chắc cây giá bành đi tù. Tình năng anh nhá ta răng nhà măng bất tích chắc cây giá bành đi tù. Tình năng anh nhá ta răng nhà măng bất tích chắc cây giá bành đi tù. Bây giờ ôn lại nguyên câu ha. Ất ta năng chê bị dân chân nhà rắc thầy giá năng su rắc khi tăng tình năng anh nhá ta răng gia măng bá thí chắc gây giá phanh đi tô. Ất ta năng chê bị dân chân nhà rắc thầy giá năng su rắc khi tăng tình năng anh nhá ta răng gia măng bá thí chắc gây giá bành đi tô. Ất ta năng chê bi dân chân nhà rắc thầy giá năng su rắc khi tăng tình năng anh nhá ta răng gia măng bá thí chắc gây giá bành đi tô. Nếu biết yêu tự ngã và khéo bảo vệ mình, người chỉ trong ba con phải luôn luôn tỉnh thức. À, đó là cái dòng kinh ha. Rồi, bây giờ qua dòng kệ chúng ta đọc như thế nào? Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha, để cái âm điệu nó nương nhau. Ác ta năng chế vì dân tranh nhà rồi thay gia năng dù răng kỳ tầng. Tính năng anh nhá ta răng già mặn và chi chắc cây gia văn đi tồn. Anh ta nâng chế vì dân chân nhà và thầy gia nắng xù răng khi tầng. Tỷ năng anh nhá ta răng già mặn và tí chắc cây gia bánh đi tù. Anh ta nâng chế vì dân chân nhà ra thầy gia năng su răng chi tăng. Tín năng anh nhá ta răng gia mắng bàn thi chắc ấy gia bánh đi tù. Nếu bức yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người chỉ trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Rồi bây giờ sa tu, chúng ta khỏi cái vấn đề phân tích từ vựng ha. Quý vị chỉ ôn lại, tức là quý vị chỉ đọc giọng kinh và ngâm giọng kệ ha. Ôn lại thì quý vị khỏi cái phân tích trường âm đoạn âm ha. Rồi xin mời Sít Meta, mời Sít Kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được nữa không? Dạ, đường nét của nhà con mới sửa được ngày hôm qua, con rất là mừng. Chứ ngày thứ năm thì nó đã bị hư. Dạ, hôm nay thì nó đã trở lại rồi. Dạ, trước hết, thôi con nói dài dòng. Dạ, trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, kính đảnh lễ Sư Thành Tâm. Con cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 157 ạ. Ất
ta năng chê bi văn chân nhà rắc khay gia năng số rắc khi tăng tình năng anh nhà ta răng gia măng bà tê chắc gây gia bành đi tô át ta năng chê bi văn chân nhà rắc khay gia năng số rắc khi tăng tình năng anh nhà ta răng gia măng bà tê chắc gây gia bành đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba cảnh phải luôn luôn tỉnh thức. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Át ta năng chế bị văn chanh nhà rắc khay gia năng số rắc khi tăng tình năng anh nha ta răng gia măng ba ti chắc gây gia bành đi tô. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỳ Đức cùng những quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Và con kính mời cô Kim đọc tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Thanh Tâm, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng. Chàng ơi sư, sư bữa nay đâu có ai vô nhiều đâu, mà sư cho đọc thôi mà sư không cho phân tích trường âm, đoạn âm, gửi tụi con quên thôi sư. Bữa nay mấy sư vô nhiều còn hơn mấy Phật tử nữa, chuyện lạ hiếm có đó sư. Mấy sư với mấy cô tu nữ vô vô trong đạo tràng của sư nhiều hơn người Phật tử nữa, sao kỳ vậy sư? Con thắc mắc đó sư. Sư sẽ nói vô thường hay là sư nói không biết đi hỏi mấy người kia đi, sao sư biết được? Thế nào sư cũng nói chuyện quầy vốn thôi. Và con xin cảm ơn cô Mít Trà, cô tư ngữ tệ duyên cho tín hiệu nghe rõ ràng. Sư có nghe con rõ ràng không sư? Trời ơi, sư đi đâu rồi sư? Chỉ có hai người con nghe rõ ràng thôi. Con đâu có cần sư phốt bài lên đâu, con đâu thấy đâu chữ nhỏ lắm. Nghe con rõ không sư? Sư nghe con rõ, con mới rõ ràng, con mới đọc chứ. Vậy kính mừng, vậy kính mừng cái gì á, kính mừng việc sư. Con xin cảm ơn sư đã nghe rõ ràng, thôi giờ con trở bài đi, không cần phân tích trường âm đứng đoạn âm gì gáo chói sư ha, cứ đọc thôi, đọc với ca kể thôi sư ha. Thôi giờ con xin ôn bài lại, đọc và ca kể kinh Pháp Cú số 157. Ác ta năng chê phi văn chanh nhà rắc thầy cha năng su rắc khi tăng tình năng anh nhá ta rằng già măng bát tí chắc dày giá thành đi tô. Ác ta năng chê phi văn chanh nhà rắc thầy cha năng su rắc khi tăng tình năng anh nhá ta rằng già măng bát tí chắc dày giá thành đi tô. Đọc xong cái ca kể liền thấy là kỳ kỳ, nó thấy thiếu cái gì đó ha. Nhưng mà thôi, cũng phải làm thôi. Sư nói vậy phải làm theo vậy thôi. Phải là người dễ dạy mà kêu làm sao làm vậy đó. Thôi bây giờ con trà kệ nè. Ta năng chế thi danh chánh nhà rạc khê gia năng su rắc khi tăng tình năng anh nhà ta răng giá măng tác tức chắc dày gia phanh lý tô. Ta năng chế thi danh chánh nhà rạc gia năng su rắc khi tăng tinh năng âm nhà ta văn giá măng bát tít chay và gia phanh lý tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn tỉnh thức.
Đây là bộ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 157. Chị Cả Minh từ cho phụng qua với cô Bích Trà, không ai cho hết. Có mấy trong rung thì chỉ có mấy người thôi à. Vô ngủ tiền nó chạy rồi. Ôi, cô tôi nữ chạy viên nó phụng qua nữa. Sao không cho vỗ tay vỗ chân vậy? Tôi thích vỗ tay vỗ chân lắm đó cô Tị Hương ơi. Nhưng mà nói tóm lại, con đọc, con thưa mấy sư, các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng, con đọc có sai cái gì xin cho con biết. Con xin cảm ơn các sư, các cô tu nữ và quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Vỗ con cái đâu nghe đâu, vỗ nhiều nhiều đó mới nghe. Vỗ ít nhất là 2-3 cái nó mới nghe bóp bóp một mới vui. Bây giờ con không biết mời ai nữa, thôi mời cô tử tị viên đi, tại con thấy không ai vỗ tay vỗ chân hết. Vậy con xin đừng mất lại chút quý vị các sư, các cô tu nữ trong đạo tràng được an vui. Và con xin mời người khác, không biết ai, nhưng không có thì cô tu nữ tự nhiên lên mình nghe. Dạ, sa thú cảm ơn chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, thượng tọa Thanh Tâm, sư Phước Sang, sư Thạnh, công bất trước con đảnh lễ chứ. Thật ra con cũng chưa biết mặt ở các vị ở bên ngoài. Dạ, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và thân chào quý thiện nam tín nữ. Chị Kim ơi, mai mốt chị Kim lên, chị Kim cười nhỏ nhỏ thôi, chị Kim cười hí hí thôi, chị Kim cười lớn quá à. Rồi chị Kim lúc này rất là tiến bộ nha. Hồi trước á không có biết kệ, mà bây giờ lên kệ điệu này không biết điệu gì nữa. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc và kệ chứ không có ca nghe. Ta năng chê bi dăng chăn nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Tình năng ảnh nhà ta răng gia măng bát tí chắc cây giáp bàn đi tô. Ta năng chê bi dăng chăn nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Tình năng anh nhá ta răng già măng bát tí chắc gây gia pan đi tô. Áp ta năng chê bí ăn chanh nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Tình năng anh nhá ta răng già măng bát tí chắc gây gia pan đi tô. Áp ta năng chê bí ăn chanh nhà ra cây gia năng su rắc khi tăng. Tình năng anh nhà ta răng gia măng ba tì chắc gây gia bàn đi tù. A ta năng chê bì dân chánh nhà ra cây gia năng su rắc khi tăng. Tình năng anh nhá ta răng gia măng ba tì chắc gây và bàn đi tù. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong. Và bây giờ đã thấy nick của Giang Nhật Hạ, Hạnh Kiểm, Hành Pháp. Quý vị cho tín hiệu để tự nhiên đưa mic. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tâm Thanh Tâm,
sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép được đọc và kể câu pháp cú số 157 ngày hôm nay. Ta năng chê bi dân chanh nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhá ta răng gia măng ba ti chắc gây gia bành đi tô. Ách ta năng chê bi dân chanh nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng tin năng anh nhá ta răng gia măng ba ti chắc gây gia bành đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ách ta năng chế bi dân chan nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Tín năng anh nhà ta răng gia măng ba ti chắc gây gia bánh đi tô. Ách ta năng chế bi dân chanh nhà rắc khay gia năng su rắc khi tăng. Tín năng anh nhà ta răng gia măng ba ti chắc gây gia bánh đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong. Có sai sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Đây là chúng ta ôn bài ha. Thì quý vị cứ mạnh dạn. Còn nếu mà cái thời gian khi mà đi vào tự vận, duyên sự và thảo luận thì chúng ta không còn thời gian để mà ôn bài nữa. Vậy thì vị nào chưa có đọc, hôm nay tương đối dễ. Tức là chúng ta không có phân tích trường âm, đoạn âm, mà chúng ta chỉ đọc theo giọng kinh và giọng kể. Rồi chúng ta đi vào tự vận và hiểu duyên sự câu Phật ngôn này như thế nào. Rồi chúng ta cùng thảo luận ha. Rồi mời Sư Tina. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Atta nang che phi yang chan nya rak khay ya nang su rak khi tăng tin nang an nhat ta rang ya mang pat tik chak kay ya pan di to. Ách ta năng chê bi dân chanh nha, rắc khay yết năng su rắc khi tăng, tình năng anh nhát tắc răng gia măng, bát tích chay gây yết bánh đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kể. Atta nang che pi yang chan nya rakhaya nang su rak khi tăng tin nang an nya ta rang ya mang pati chay gay ya pan di tu. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân ngài và đạo tràng. Có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con ạ. Con kính mời vị kể tiếp. Alo, xin mời Thích Hạnh Kiểm nè,
quân hạnh pháp nè, Sister Man nè. Mời quý vị. Alo, quý vị nghe rõ ha? Quân hạnh pháp, Sister Hạnh Kiểm, Sister Man. Rồi, xa thú, Sister Man. Bụt Thà, Nam Mô Đàm Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 157. Atta năng chê bi yên chân nha, rắc hì yên năng su rắc hì tăng, tình nhân anh nhá ta răng gia măng, đá thi chắc ê yá băng dí thù. Atta bi yên chân nha, rắc hì yên năng su rắc hì tăng, tình nhân anh nhá ta răng gia măng, bát tí chắc gây giá bành dí tù. Atta năng chê bi yên chân nhà rắc hay giá năng su rắc khí tăng, tình nhân anh nhá ta răng gia măng, bát tí chắc gây giá bành dí tù. Bản dịch của Hòa, Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Và con xin phép kể. Atta năng bi yang chanh nha rak hay ya năng su rak ki tăng nhân anh nha ta răng gia măng ba ti chắc gây giảm di tu. Dạ, con có sai chỗ nào xin Ngài chỉ bảo cho con. Và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo. Dạ, con xin kính chào sư Trí Đức. Chào quý cô thầy nữ và tâm thầy đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 157. Ta năng chê pi dân chân nha rắc khê dân năng su ra khê tăng tính nha ách nha ta răng kia măng và tì chắc khê gia tâm dị tù. Ta năng chê pi dân chân nha rắc khê dân năng su ra khê tăng tính nha ách nha ta răng gia măng và tì chắc khê gia tâm dị tù. Hôm nay con xin kể. Atta năng chê pi yang chân nha rak hi ya năng su rak hi tăng tinh nhân an nha ta răng gia măng pa ti chắc khai ya băn đi tù. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn thức. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin xuống mất lại nha. Sa thú, sa thú, huynh hạnh pháp. Giọng kinh, giọng kệ nghe cũng rất là hay ha, thuần thục. Còn cô là Sister The Man. Sao làm lẹ quá vậy? Từ từ chứ, đâu có ai dành đâu. Khi cầm micro thì cứ thoải mái. Rõ ràng Sister Man giống như là coi như là không có thời gian, là màu ào à. Đọc chậm chậm nhé, kệ cũng đó, kệ nhanh nữa. Kinh đã hay rồi một kệ cũng làm lẹ nữa. Từ từ á, từ từ nghe cô tu nữ Diệu Pháp hay nói câu từ từ rồi nó cũng nhừ. Chứ bây giờ làm nhanh quá làm sao mình kiểm soát được. Chậm chậm chút, chậm nhưng mà chắc ha. Sự sinh hoạt trong gương của chúng ta rất là khó chứ không phải dễ. Người thì sử dụng điện thoại, người sử dụng iPad, người thì laptop. Nếu mà sử dụng laptop á, thì mình còn có thể quan sát cái màn hình nó rộng nè ha, quan sát thấy được cái bàn tay của người này, thấy được người kia vào room ra room, mình thấy rõ. Sử dụng laptop mình thấy rõ. Còn quý vị sử dụng điện thoại
Đây là một cái điều mà rất khó khăn, nhất là những người lớn tuổi. À, mà trong điện thoại thì chữ đâu có lớn. À, nhưng mà quý vị, trên cái tinh thần tầm cầu học hỏi, đây là một cái điều mà chúng tôi rất là thán phục. Lớn tuổi mà nhìn vô cái điện thoại để mà sinh hoạt một thời gian dài như vậy, à, thì thấy rằng cặp mắt nó sẽ yếu đi, cái chữ nó nhỏ, rồi không thấy ai đưa tay, rồi cái mạng mà khi mà lên mạng thì rớt mạng còn hên nữa nè, mất mạng cơ, lên mạng rồi cũng bị mất mạng, lên nét thì lại mất nét. À, cho nên cái sự sinh hoạt của chúng ta nó khó. À, mặc dù đây là một, nó có vẻ như ảo, nhưng mà thật sự ra trong cái hư nó có cái thực, à, trong cái thật nó có cái giả. Chính trong cái ảo này, trong cái giả này, chúng ta tìm ra sự thật. Cho nên cái tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. À, đừng có nghĩ rằng quý vị đến đạo tràng ít là cái room không có giá trị. Mà cái giá trị ở đây là lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta đem những cái lời dạy đó ứng dụng vào cuộc sống, và nhất là chính bản thân của chúng ta, để có sự an vui. À, cho nên đối với quý vị chúng tôi rất là trân trọng. À, đừng có nghĩ ít và nhiều. À, cái sự vô thường này, à, khi quý vị rảnh quý vị mới vô rung được chứ. Còn mà quý vị bận công việc này, bận công việc kia, vì đời sống kinh tế, cơm áo gạo tiền, thì làm sao quý vị đến với cái room này. À, một điều chúng tôi báo là Sĩ Tâm Phương cũng vì kinh tế, cơm áo gạo tiền mà có xin phép chúng tôi là giảm thiểu cái vấn đề đến với cái room. À, tức là công ăn việc làm, à, đầu tắt mặt tối, chứ không phải rằng làm ra đồng tiền là dễ đâu. À, cho nên Tâm Phương xin phép vắng mặt một thời gian. Và ngày thứ hai thì chúng ta thiếu một cái vị coi như lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới, thỉnh giảng sư. À, nhưng mà hãy tôn trọng, bởi vì quý vị đến với cái room này dù là cái thời gian nó ngắn, nhưng mà tinh thần học hỏi của quý vị chúng tôi rất là khâm phục. Rồi, cố lên. Hữu duyên chúng ta còn gặp nhau đây một ngày nào đó, vô duyên thì dầu có muốn học đi nữa, muốn đến với nhau cũng không được. Cho nên chúng ta hãy trân trọng trong những giờ phút mà chúng ta gặp mặt, nhắc nhở, khích lệ, sách tấn với nhau để chúng ta cùng tạo thiện sự. À, đó là điều mà chúng tôi muốn nương nơi quý vị để mà tu tập. Quý vị đừng có nghĩ chúng tôi là một vị thầy, mà chúng tôi chỉ là những người hướng dẫn và học nơi quý vị nhiều hơn. Giờ cái hôm nay, à, với sự thức khuya dậy sớm, mà chúng tôi cảm thấy rằng đã an trú vào trong pháp và thấy rằng tâm của mình được an vui nhiều hơn. Rồi, quý vị cố gắng ha. Chúng ta hãy trân trọng trong những giây phút chúng ta còn gần với nhau để nhắc nhở cho nhau. Rồi, Sĩ Tà Mang có ý kiến gì xin mời. Dạ, thưa sư, cho phép con xin đọc lại câu kinh Pháp Cú số 157. Dạ, đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Dạ. Atta năng chê bi văn chân nhà rắc khay giá năng su rắc khi tăng tinh nhân anh nhá ta răng gia măng bát tí chắc gây giáp bằng dí tù. Atta năng chê bi ăn chanh nhà rắc khay giá năng su rắc khi tăng tinh nhân anh nhá ta răng gia măng bát tí chắc gây giáp bằng dí tù. Atta năng chê bi ăn chanh nhà rắc
khay ya nang su rắc chi tăng tinh nhân anh nhá ta rằng già măng bát tuy chắc gây ya bàn đi tù. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu: nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Dạ con xin phép kệ, tại con cũng không biết kệ. À, dạ dạ con cũng cố gắng đọc chậm lắm rồi, Sít Kim ơi. Atta năng chê biên chanh nhà rắc thầy á năng su rắc khí tăng tình nhân anh nhá ta răng già măng bát tí chát gây giá bàn đi tù. Dạ. Atta năng chê biên chanh nhà rắc thầy á năng su rắc khí tăng tình nhân anh nhá ta răng già măng bát tí chát gây và bán di tù. Con xin phép xuống, con xin mời vị kế tiếp. Alo, khoan mời nha. Bây giờ đọc chậm mà mới thấy rõ nè, mới nghe rõ nè. Sister Man, đây là một cái bản tính ha, gọi là thường cận y duyên, một thói quen con người sử dụng vị trí, cho nên trong cái lời nói rất là nhanh, thì trong cái nhanh đó dễ bị bắt lắm. Bởi vì khi mà nói chậm thì cái sự suy nghĩ của mình nó bị ấy đi. Cái câu này khi mà đọc chậm thì cứ làm anh nhớ cái chữ này nè, chữ này, chữ tinh năng chứ không phải tinh nhân. Câu số 3, chữ đầu, tinh năng anh nhá ta rằng già mần, chữ tinh chứ không phải chữ n này không giống như chữ n có vô ngã. Khi nào mà chữ tinh mà có vô ngã ở trên đó thì chúng ta đọc là tinh nhân, còn này là tinh năng. Chữ n này nếu mà bên cái chữ bên Khmer thì đây là chữ ná, nhưng mà ác khô xá, chứ còn chữ ná một khô xá thì giọng nặng, mà chữ ná này đã ác khô xá, cái giọng nhẹ, giọng nhẹ. Thì chúng ta đọc nó là một trường âm nhấn, nhưng mà đọc là tinh năng chứ không phải tinh nhân ha. Chứ giờ mang chú ý chỗ này ha. Rồi, đây là một sự cố gắng để mà sửa sai. Hôm nay đọc chậm đó cũng là một cái sự cố gắng. Rồi bây giờ còn đưa bàn tay nữa hả? Rồi xin mời. Dạ, con cảm ơn Ngài chỉ dạy cho con. Con xin phép được đọc lại một lần nữa. Câu số 157. Atta năng chê bi yăng chanh nhà rắc thầy giá năng su rắc khi tăng. Tinh năng anh nhá ta răng già măng bá tí chát gây giá bàm dí tù. Atta năng chê bi yăng chanh nhà rắc thầy giá năng su rắc khi tăng. Tinh năng anh nhá ta răng già măng bá tí chát gây giá bàm dí tù. Dạ, con xin xuống mít, con xin Ngài chỉ dạy cho con. Sa thủ huynh Giang Nhật Hà, đọc nữa cho tôi trúng mới thôi. Tinh thần của Sister Man thấy sai, sửa sai, sửa thế nào cho trúng thì thôi. Nghe này, đạo tràng hết nói, vì khi đó Sister Man mới thôi đọc. Một cái tinh thần mà coi như chấp nhận sự thật mà làm tới cùng. Đây là một cái tinh thần mà
Chúng tôi thấy nhiều vị sửa sai cái nỗi khùng lên. Ơ, sai cái một chút kiếm chuyện công và khó chịu. Sai cái một chút mà cũng lầm bầm lái nhãi, coi như làm quế độ trước biết bao nhiêu người. Nhưng mà đối với Sư Mạnh thì không. Chính xác nữa, Sư Mạnh thì không sai, sửa. Đó chính là tinh thần cầu tiến, tinh thần học hỏi. Mà chúng ta nhớ về pháp học ha, học nè, hỏi nè, hiểu nè, nhớ. Đó là bốn điều quan trọng. Và học, hỏi, hiểu, nhớ, khi đó chúng ta mới thực hành được. Chứ còn bây giờ chúng ta không hiểu, chúng ta đọc sai mà cứ cố chấp cho rằng cái giọng đọc mình là số một. Trong cái này cái giọng mình là hay nhất, rồi trong cái room này không ai giỏi bằng mình, cái đó là cái chết đó nghe. Cái chết mà mình chết trên cái tự ngã của mình. Cho nên ở đây nè, nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình. Yêu tự ngã là yêu gì? Yêu sự thật, chứ không phải yêu cái tự ngã này là chấp và tham sân si. Nếu mà chấp vào tham sân si thì mình đưa cái ngã nó lên. Ở đây người chỉ trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức trong ba căn, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai đi. Nói vậy cho dễ hiểu, chứ đừng có nói ba căn là thiếu niên, trung niên, lão niên. Mình nói rằng quá khứ, hiện tại, vị lai đi. Trong hiện tại chúng ta thấy được cái sai, cái đúng. Mình chính mình thấy được như vậy mình mới thay đổi, mình mới sửa đổi về hành vi, về cử chỉ, về tư tưởng của mình cho nó được tốt đẹp. Rồi các quan hệ rồi nữa lè nhè chào nhau. Thôi bây giờ chúng ta đi vào tự quần ha. Từ vựng câu Phật ngôn này, hôm nay Thích Như Quang vắng mặt. Rồi bây giờ chúng ta nói được chừng nào thì nói ha. Ô sa thú cô tu nữ Như Pháp vào đạo tràng của chúng ta. Rồi mời cô tu nữ Như Pháp gõ lên tự vựng. Với ý nghĩa tự vựng này thì chúng ta cảm thấy rằng vững niềm tin hơn. Khi mà chúng ta đọc cái câu Phật ngôn 157, chúng ta hiểu được cái chữ này ý như sao, và chúng ta nhớ lâu hơn. Khi mà nhớ lâu hơn và chúng ta tâm đắc được những câu Phật ngôn này thì đó là những bài học, đó là những bài học. Thì ở đây bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Ta năng chê bí dân chanh nhà. Câu đầu tiên chúng ta có được bốn từ. Áp ta năng do cái từ áp ta, mà ở đây chữ áp ta năng có nghĩa là bản thân ha, hay là tự thân. Mà chữ chê là gì? Chê là nếu. Chữ chê là nếu. Atta năng do chữ Atta, mà Atta năng là được chia ra rồi chứ không còn căn ngữ của Atta nữa. Chê là nếu. Quý dân do từ Piya. Piya là một tính từ nam tính, có nghĩa là yêu dấu. Nhưng mà Piya được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vì phát tí ẹt câu qua trần á. Cho nên Piya biến thành bí dân. Bí dân là yêu dấu. Rồi cái động từ của nó là gì? Chanh nha. Chanh nha. Động từ chanh nha này số ít có nghĩa là nên biết. Chanh nha là nên biết, do căn ngữ nha, do căn ngữ nha.
vậy thì cái câu này là gì? Attana che viyang chanya. Nếu biết bản thân là yêu dấu, nếu biết bản thân là yêu dấu, rồi câu số 2 ha. Rất hay giác năng su rắc khí tăng, rất hay giác năng su rắc khí tăng. Câu số 2 có 3 từ. Rất hay giá, rất hay giá đây cũng là một động từ su ít. Rất hay giá là nên bảo vệ, do động từ rất hạch ý ha. Nên bảo vệ. Chữ năng này, đây là một đại từ nam tính, e ná. À, chữ e ná này được ghi theo đối cách su ít đu tỷ gia quy phát thi e câu quá trình á. Cho nên e ná biến thành năng. Năng là cái đó, cái ấy là nó. Nó, cái đó, cái ấy. Đây là một đại từ ha. Chuyên năng. Rồi, Surakhitang. Surakhitang, chúng ta thấy tiếp đường ngữ chú ở phía trước, có nghĩa là cẩn thận, tốt đẹp, khéo léo. Chú cẩn thận, tốt đẹp, khéo léo. Rồi, Rakhitang. Rakhitang do cái từ Rakhita. Rất khí tá. À, đây là một cái dàn quá khứ phân từ ha. Và được chia theo đối các số ít đu tỷ giao vì phát thi hay câu quá trình á. Cho nên rất khí tá biến thành rất khí tăng. Rất khí tăng là bảo vệ, được bảo vệ. À, số rất khí tăng ở đây có nghĩa là đã bảo vệ cẩn thận, đã bảo vệ cẩn thận. À, đã bảo vệ cẩn thận. Rồi, bây giờ câu số 2. Rất hay giá năng su rắc khí tăng, nên bảo vệ nó cẩn thận. Nên bảo vệ nó cẩn thận. Câu số 2. Rồi, bây giờ đến câu số 3. Tinh năng anh nhá tá rằng già mằng. Câu số 3, 3 từ ha. Tinh năng anh nhá tá rằng già mằng. Chỉ tinh năng, chỉ tinh năng ở đây do cái từ tí ám chỉ về số, mà chỉ tí là ám chỉ về, ví dụ như EK là 1, đu tí là 2, à, tí là 3, cha tu là 4, thì ám chỉ về 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Thì ở đây tí ám chỉ là số 3 ha. Nhưng mà nó được chia theo sở hữu cách số nhiều, tức là sát thí, quy pháp thí, bồ hữu quá trần á. Cho nên tí biến thành tinh ná. À, biến thành chữ tinh ná. Nhưng mà chữ tinh ná được chia theo đối cách xà, cho nên nó biến thành tinh năng. Vậy thì tinh năng ở đây có nghĩa là của nhóm 3, thuộc về nhóm 3, của nhóm 3 thuộc về coi như là nhóm 3, của thuộc về, đây là sở hữu các ha, sát thí, vị phát thí và hữu quá trình á. Rồi, anh nhá tạc răng, anh nhá tạc răng do cái từ anh nhá tạc ra. Anh nhá tạc ra, đây là một đại từ nam tính. À, nhưng mà có ý nghĩa là một vật nào đó,
Anyatara, một vật nào đó. Rồi, chữ Yamang, gọi từ Yama. Yama là một danh từ nam tính, Akaran Tapung Ringa. Và Yama được chia theo đối các số ít, đối tỷ giá, quy phát tí ê các quá trình á. Cho nên Yama biến thành Yamang. Yamang có nghĩa là thời, là canh. Ví dụ canh 1, canh 2, canh 3. Thời buổi lúc nào đó, Yama là thời, là canh. Rồi, như vậy thì ở đây tinh năng anh nhát tá răng và mần vào một trong ba thời, vào một trong ba thời. Ở đây chúng ta phải hiểu một trong ba thời, cái nghĩa là thiếu niên, trung niên hay là lão niên, nói về cái đời sống của chúng ta. Một trong ba thời. Rồi, câu cuối cùng. Bất tí chắc gây giá bành đi tù. Bất tí chắc gây giá bành đi tù. Cái từ bất tí chắc gây giá, chúng ta thấy tiếp được ngữ bát tí ở phía trước có nghĩa là đến tại, rồi chắc gây da. Chắc gây da do căn ngữ chắc có nghĩa là trông coi, cảnh tỉnh, trông coi, cảnh tỉnh. Vậy thì bát tí chắc gây da có nghĩa là nên cảnh tỉnh, nên trông coi, nên cảnh tỉnh, nên trông coi. Câu số 4. Bất gây giá là nên cảnh tỉnh, nên trông. Rồi, chữ cuối cùng, banh đi tô. Banh đi tô do cái từ banh đi tá. Và banh đi tá được đứng làm chủ từ số ít. Cho nên banh đi tá biến thành banh đi tô. Banh đi tô là bậc trí. Bậc trí. Rồi, như vậy bất tí chắc gây giá bành đi tù là bậc trí nên cảnh tỉnh. Bậc trí nên cảnh tỉnh. Và câu Phật nguồn 157 phẩm tự ngã ấp ta quốc gia cho chúng ta ý nghĩa: nếu biết bản thân là yếu dấu thì nên bảo vệ nó cẩn thận. Vào một trong ba thời, người chỉ nên cảnh tỉnh. Ngắn gọn ha. Nếu biết bản thân là yêu dấu thì nên bảo vệ nó cẩn thận, tối thiểu là vào một trong ba thời, người chỉ nên cảnh tỉnh bản thân. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đa Phổ Thơ Lục Bát: thương mình phải biết yêu mình, phải lo kẻ trộm rập rình ngày đêm, năm canh sáu khắc chẳng quên, luôn luôn tỉnh thức kề bên trong chừng. Thương mình phải biết yêu mình, phải lo kẻ trộm rập rình ngày đêm, năm canh sáu khắc chẳng quên, luôn luôn tỉnh thức kề bên trong chừng. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu: nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người chỉ trong ba canh, phải luôn tỉnh thức
Nếu biết yêu tự ngã, thầy khéo bảo vệ mình, người kỹ trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Rồi trong phần từ vựng này, quý vị thấy có chỗ nào không ổn? Alo, thấy chỗ nào không ổn? À, im ru hả? Rồi, quý vị chuẩn bị. Chúng ta đi vào duyên sự. Rồi, cùng thảo luận câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 157 được Đức Phật thuyết ra ở trong rừng. À, cái rừng đó tên là Phê Sát Cá La, Phê Lá Cá Kha. Lý do tại sao mà không thuyết ở chùa, ở chỗ này chỗ kia, mà ở trong cái rừng này thì Đức Phật đề cập đến một cái vị tên là Bồ Thí Ra Chát, Bồ Thí Ra Chát Kumara, dịch là Bồ Đề Vương Tử. Bồ Thí Ra Ra Chát Kumara thì cái vị hoàng tử Bồ Thí này cho xây một cái tòa phi lâu có tên là Cô Cát Na Đá. Cô Cát Na Đá, mà Cô Cát Na Đá, cái phi lâu này nó giống như một cái bông sen màu hồng, cho nên gọi là phi lâu hồng liên. Cái lâu đài này không giống như các lâu đài khác, mà nó nổi lên trên hư không. Một cái lâu đài mà nó nổi lên trên hư không, người ta còn gọi nó là phi lâu. Phi lâu khi mà mới khởi công thì hoàng tử Bồ Thí hỏi cái người thợ mộc, nghĩa là nổi danh trong thời kỳ đó, ngươi có từng xây dựng cái tòa phi lâu này cho ai chưa, hay đây là công trình đầu tiên của nhà ngươi? Thì cái ông thợ mộc đó nói, tâu bệ hạ, đây là cái công trình đầu tiên của hạ thần. Và khi nghe như vậy thì hoàng tử Bồ Thí mới thắc mắc, mới suy nghĩ thế này: nếu mà người thợ mộc này xây dựng cái tòa phi lâu xong, ta sẽ hạ sát hắn ngay. Nếu không thì sẽ xây dựng những cái tòa phi lâu khác cho nhiều người, thì cái lâu đài của ta chẳng có gì là độc đáo hết. Ta sẽ cho móc mắt của y, hay là chặt cả tay cả chân. Và như thế thì chẳng còn có một cơ hội nào để xây dựng phi lâu cho bất cứ những ai khác. Ông hoàng tử này ác thiệt ha. Rồi hoàng tử Bồ Thí tỏ thật ý mình cho một cái vị công tử con của một vị đại thần tên là Sanh Chi Quá Cá. Con của vị đại thần này là một người bạn tâm đắc của mình. Nhưng mà cái vị công tử Sanh Chi Quá Cá này mới suy nghĩ, chắc chắn hoàng tử sẽ hạ sát người thợ mộc kỳ tài này. Một người có tài nghệ như vậy thật là hiếm, ta không nên để cho y bị chết oan như thế được, ta sẽ báo cho y biết. Rồi công tử Sanh Chi Quá Cá đến thăm người thợ mộc và hỏi: ồ, công việc xây dựng cái tòa phi lâu này của ông đã xong chưa? Dạ thưa, đã xong cả rồi. Nếu như thế thì ông hãy lên bảo vệ để chính mình. Hoàng tử Bồ Thí sẽ giết ông khi mà tòa phi lâu này hoàn tất. Người thợ mộc vô cùng kinh sợ và nghĩ rằng: may thật,
ta được tiếng này thật là may mắn. Ông tạ ơn vị công tử sanh chi quắc á. Mang ơn công tử đã có lòng tốt báo tin cho tôi biết. Tôi sẽ có cách làm điều lợi ích nên là. Rồi khi hoàng tử bô thí đến hỏi người tờ một. Này Khanh, tòa xây dựng đã xong chưa? Tâu bệ hạ, chưa xong, còn dở dang nhiều chuyện lắm. Công việc đó có gì mà dở dang đâu. Tâu bệ hạ, sau đây hạ thần sẽ chỉ ra nó bây giờ. Xin bệ hạ truyền lệnh cho đem thêm những gỗ súc rồi đem lại đây. Gỗ súc để làm gì? Tâu bệ hạ, những cái gỗ mà tầm bọng á, không có lõi mà thật là khô thì nó sẽ nhẹ và làm cái tòa phi lâu này nó sẽ có thể bay lên được. Hoàng tử Bồ Thí nghe xong hoàng hỷ cho người mang gỗ đến theo yêu cầu của người tầm một. Bây giờ người tầm một mới nói với hoàng tử Bồ Thí rằng: Tâu bệ hạ, từ nay trở đi ngài không nên đến gần hạ thần, bởi vì công việc này rất là phức tạp, rắc rối. Sẽ có người ở một bên quấy rầy thì khó mà xong được. Vậy nên hạ thần xin bệ hạ cho phép vợ của hạ thần đến nhà ăn, sẽ mang cơm đến mà thôi. Nghe như vậy thì hoàng tử Bồ Thí chấp nhận ngay. Lành thay, người chăm chú làm như vậy là ta yên tâm lắm. Ông thợ mộc đi vào trong một gian phòng, ngồi xuống, đẽo những cái gỗ súc đó đóng thành một gỗ xe, hình một con chim, có đủ chỗ ngồi cho cả mình và vợ con. Khi mà hoàn tất công trình xong, ông mới bảo vợ rằng: bà bán hết đồ đạc ở trong nhà, gom vàng bạc để dành sẵn nó đi. Ở bên ngoài cái khu biệt ốc, hoàng tử Bồ Thí cho quân canh gác rất là nghiêm ngặt. Canh phòng người tờ một bỏ trốn. Tuy nhiên khi mà hoàn tất con chim mái rồi thì cái người tờ một mới bảo vợ: hôm nay bà hãy về dẫn hết mấy đứa trẻ lại đây. Sau khi điểm tâm sáng, ông thợ mộc bảo vợ vào ngồi ở trong bụng của con chim, rồi theo lỗ hổng của cửa sổ thoát ra ngoài, bay đi lánh nạn. Mặc kệ những cái tiếng kêu khóc của đám lính gác, tâu bệ hạ, người thợ mộc chạy trốn rồi. Ông ta lái máy bay lên thẳng trên núi Tuyết Sơn, tìm đến một nơi tốt đẹp để mà hạ cánh. Và người thợ mộc đã kiến thiết một thành phố tại đó và được mệnh danh là vua chở gỗ Kathawahana. Về phần của hoàng tử Bồ Thí, sau khi ông thợ mộc biệt tức, một mặt cho người thỉnh Đức Phật đến dự lễ khánh thành tòa phi lâu do mình kiến tạo, một mặt cho rải bốn cái loại hương thơm như là nghệ, hoa lài, vân vân, rải khắp cả cái tòa phi lâu. Rồi từ cái cổng ngõ trở vào, hoàng tử Bồ Thí cho rải vải trắng tinh, mới tinh, cho trải ra như vậy. Người ta nói rằng nếu Đức Vua không có con, cho nên đã trải tấm vải rót đường với ý nghĩa nếu mà số chẳng có con trai hoặc là con gái, không đến nỗi phải tự tử, thì xin cho Đức Bổn Sư sẽ bước đi trên tấm vải này. Khi mà Đức Phật người đến, hoàng tử Bồ Thí đảnh lễ ngài với ngũ thể đầu địa, rước lấy bát của ngài và bạch rằng: bạch kính Đức Phật, không tiến bước
có tính cấp đâu được. Đức trưởng lão Anh Đà, bí của Đức Thế Tôn, Đà Bảo Hoàng Tử Bồ Thí, tâu bệ hạ, ngài hãy cho cuốn tấm vải trắng ấy lên đi. Đức Thế Tôn không muốn bước lên tấm vải trắng đó, vì Đức Như Lai đã nhìn thấy được những gì sẽ phát sinh. Đức vua y lời cho người cuốn tấm vải lại, xong rồi thỉnh Đức Phật ngự vào cung, cúng dường cháo và bánh ngọt điểm tâm, rồi ngồi xuống một nơi phải lẽ, đánh lễ Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trẫm là người hộ độ ngài, trẫm là người thiền nam đã có quy tam bảo ba lần. Nghe nói lần thứ nhất khi mà con còn trong thai bào của mẫu thân, lần thứ nhì vào thời thanh thiếu niên, và lần thứ ba khi mà trẫm đến tuổi khôn lớn. Thế mà tại sao ngài chẳng niệm tình bước đi trên tấm vải trắng tinh của trẫm lót đường nơi phi lâu này? Tâu bệ hạ, người đã suy nghĩ như thế nào khi mà người trải tấm vải trắng đó? Bạch Đức Thế Tôn, con suy nghĩ rằng nếu mà chẳng được một đứa con trai hoặc một đứa con gái thì Bậc Đạo Sư sẽ ngự trên cái tấm vải của chẳng trải rốt đường này. Tâu bệ hạ, hãy hiểu rằng vì sao Như Lai không bước lên tấm vải trắng đó. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao vậy? Chẳng sẽ không bao giờ có con trai con gái hay sao? Thật như vậy đó, tâu bệ hạ. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao, cái nguyên nhân nào như vậy? Vì ngươi cùng với vợ ngươi để dễ vui trong quá khứ. Bạch Đức Thế Tôn, trong thời điểm nào? Tiếp đó thì Đức Phật thuyết lên túc sanh truyện về tiền nghiệp của Hoàng tử Bồ Thí như sau. Trong thời quá khứ, trong một đoàn thương buôn bằng hàng 500 người đi trên một chiếc thuyền ra biển. Khi mà chiếc thương thuyền ra giữa biển thì một cơn bão lớn nổi lên làm đắm con thuyền. Có hai vợ chồng người thương buôn nọ nhờ bám vào một tấm ván, sóng đánh tạt vào mối quan nhỏ ở giữa biển đúng số, còn tất cả đều chết dưới lòng đại dương. Cái hoang đảo đó có rất nhiều chim trú ngụ. Khi hai vợ chồng đói thì họ dùng trứng chim để ăn. Khi trứng chim hết thì họ bắt lấy những con chim non mà dùng. Rồi khi chim non hết thì họ bắt những con chim lớn. Cả hai vợ chồng đều dùng trứng, dùng chim non, dùng chim lớn suốt cả ba thời kỳ, tức là thiếu niên, trung niên và lão niên. Cả ba thời kỳ ấy, hai vợ chồng thương muôn ấy đều dễ vui là như thế. Sự không dễ vui dù chỉ là một thời kỳ thôi cũng không có. Lại nữa, trong hai người, nếu chỉ một người không dễ vui thì sự kiện này lại không hề có. Sau khi giải rõ tiền nghiệp của Đức Vua, Đức Phật kết luận rằng: Tâu bệ hạ, nếu như bây giờ bệ hạ cùng với nương nương đã giữ mình không có dễ vui dù chỉ trong một thời kỳ, thì ắt hoàng nam hay là công chúa sẽ sinh ra trong một thời kỳ. Nếu như trong một trong hai người không buông lung thì tùy theo đó mà con trai hoặc con gái sẽ sinh lên. Tâu bệ hạ, những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần. Bằng không được như vậy thì cũng phải ráng lo giữ Đức Phật đã cầu Phật ngôn một trăm bảy này.
Atta nang che vi yang chan nya rak khay ya nang su rak khi tăng tin nang anh nha ta rằng ya mang ba ti chắc gây ya bành đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Ở đây, cái từ quan trọng ở đây, tức là cái từ gia măng, mà Đức Phật Ngài coi như đề cập đến. Ở đây Ngài dùng cái từ gia măng có nghĩa là ba căn trong một đêm, để ám chỉ là ba thời kỳ thanh niên, thiếu niên, rồi trung niên, rồi lão niên của một đời người. Hoặc là trong ba thời kỳ đó, ở đây chúng ta hiểu rằng nếu ai biết tự thương và tự giữ mình thì đó là người khéo giữ lấy mình. Người ấy khéo giữ mình như thế nào thì ta cũng phải nên giữ mình như thế đó trong ba thời kỳ. Ví như có người cư sĩ suy nghĩ như thế này: ta sẽ giữ mình cho được bình thản, rồi đi vào trong một phòng riêng được thu thúc kỹ lưỡng trên tầng thượng của một tòa lâu đài. Sau khi có đầy đủ sự gìn giữ, rồi ở trong đó hoặc là bậc đã xuất gia an cư trong một động đá được thu thúc kỹ lưỡng, là các cái cửa lớn và cửa sổ đều đóng kín đi nữa, thì cái này cũng chưa phải là giữ mình một cách đúng cách. Nếu người cư sĩ có một cái tâm bình thản tùy sức của mình mà tạo phước đức như là bố thí trì giới, hoặc là một bậc xuất gia mà cũng ráng chú tâm học hỏi các phận sự lớn nhỏ của mình, và hai người này mới đáng gọi là đang bảo vệ cho mình. Như vậy trong ba thời kỳ, người thường không thể làm được, còn bậc trượng phu, bậc hiền trí thì dầu sao cũng phải tự chăm sóc lấy mình trong một thời kỳ nào đó. Thật vậy, nếu mà người cư sĩ trong thời kỳ thanh xuân mà lỡ vui chơi, không chuyên cần lo làm những điều thiện, nếu như trong thời kỳ trung niên mắc bận nuôi vợ nuôi con không thể hành thiện, thì cũng đến thời kỳ lão niên cũng phải ráng lo thực hành chứ. Được như vậy mới là người tự bảo vệ săn sóc cho chính mình. Nhược bằng, ai không làm được như vậy tức là không có sự thương mình, tức là tự mình khiến cho mình kiếp sau phải sa vào khổ cảnh. Còn bậc xuất gia mà trong thời kỳ đầu lỡ không lo tập dược ôn gần học thuộc lầu những cái pháp học pháp hành để dễ vui làm các phận sự lớn nhỏ của mình, thì đến thời kỳ ở giữa cũng phải ráng chuyên cần hành sa môn pháp. Nếu trong thời kỳ ở giữa mình lỡ dễ vui không lo học hỏi kinh luật và chú giải, thì đến thời kỳ chót cũng phải chuyên cần hành sa môn pháp. Như thế mới là gọi là người chăm lo gìn giữ, thương yêu mình. Bằng không làm như vậy tức là người đã không có lòng thương mình, và về sau thì người đó chắc chắn phải bị phiền não thiêu đốt họ. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt, Hoàng tử Bồ Thí chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng muốn có con trai, thỉnh Phật đi trên tấm vải dài. Phật chẳng ưng đi, vương mới hỏi Phật rằng: vương chưa khó, khá mà văn nàng. Kiếp trước hai người trên đảo hoang, trứng chim ăn hết, mạng châu toàn. Suốt đời chẳng túi nào tu niệm, nay tuyệt tự thì cũng chẳng hoang. Phật ngôn một đêm có ba canh,
phải có căn nào lo pháp hành, người chỉ thương mình nên tỉnh giác. Rồi câu Phật ngôn 157 chúng tôi đã trình bày xong. Và với câu Phật ngôn này, đây là một bài học mà chúng ta thấy rằng Bồ Đề Vương Tử, Bồ Thí Ra Chắc Khu Ma Ra trong cái tích truyện ngày hôm nay đã cho chúng ta một bài học với tâm địa của một vị vua muốn đập kiếm một cái phi lâu, mà một cái tòa lâu đài mà độc đáo, không có cái lâu đài thứ hai xuất hiện. Nếu mà ông ta một game làm xong là giết ngay, nhưng mà cái phước ông ta còn được người mách bảo, cho nên ông ta mới tìm đường tẩu thoát. Và khi mà hoàng tử Bồ Thí Ra Chắc Khu Ma Ra này thỉnh Đức Phật đến trải vải trắng, là khánh thành cái tòa phi lâu, thỉnh Đức Phật đến làm phước chay tăng cúng dường, đặt bát cúng dường. Nhưng mà Đức Phật là Purisattha Deva Manusa, là thầy của chư thiên và nhân loại, cho nên khi mà trải vải trắng ra dài như vậy thỉnh ngài bước lên trên đó, thì ngài thấy rằng cái tâm nguyện của Bồ Đề Vương Tử không thể đáp ứng được, bởi vì tạo nhiều ác nghiệp quá mà trong quá khứ, tức là trong cái thời kỳ mà xa xưa, là một cái người thương nhân, hai vợ chồng đi buôn ở trên biển, rồi thuyền chìm, hai vợ chồng sống sót, sống trên đảo hoang. Thời kỳ trẻ như vậy mà hai vợ chồng ở trên đảo hoang thì sống đời sống kinh tế rất là khó khăn. Và thế là sống sót qua những cái trứng chim, chim nhiều lắm, nó đẻ ra trứng thì luộc ăn. Và khi mà trứng chim ăn hết thì bắt những chim con ăn. Những chim con hết rồi thì bắt những chim lớn ăn. Và cái đời sống từ thanh niên, rồi trung niên, rồi lão niên ở trên cái đảo đó suốt trong ba thời kỳ, suốt cả một cuộc đời đều là sát sanh để mà sống. Chính cái sát sanh để mà sống kéo dài suốt một kiếp người. Bây giờ có trải cái vải ra thỉnh Đức Phật ngự lên trên đó thì cái ác nghiệp nó trổ quả rồi, không thể có con được. Sát sanh phải là yếu tử, mà sát sanh để rồi mình cầu mong có những đứa con trai, đứa con gái thì cái điều này không thể có. Và Đức Phật không ngự lên trên đó. Thì đấy, câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học. Muốn được trường thọ, muốn được có con trai, con gái, thì cái đời sống của mình nên hạn chế vấn đề sát sanh. Hoặc là sát sanh trong một thời gian nào đó vì hoàn cảnh, để rồi khi khá giả chúng ta không nên làm cái nghề đó nữa. Tức là trong cái thời thiếu niên chẳng hạn, thời kỳ chẳng hạn, cảnh kinh tế gia đình phải đầu tắt mặt tối, lo ăn, lo mặc, lo này lo kia cho những người khác, thì mình vi phạm như vậy. Để rồi phải có một thời gian nào đó, thời gian của tuổi già, thời gian của trung niên, hoặc là thời gian của thiếu niên, nếu mà chúng ta biết thương chính mình thì hãy giảm thiểu những cái vấn đề kia. Và khi giảm thiểu thì không sát sanh thì chúng ta sẽ được trường thọ, sống lâu, sắc đẹp, an vui, dồi dào, hạnh phúc. Bốn câu chúc mừng. Thì quý vị cũng đã từng nghe một câu Phật ngôn, chính Đức Phật nói lên bốn cái điều này: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh.
Chakaro Thamma Vathan Thi A Yu Quan Nô Su Thăng Ba Lâm. À, câu Phật ngôn đó chúng ta đã học. Và cái duyên sự câu Phật ngôn đó là quý vị biết là hai vị đạo sĩ ha, đi cùng đi tu với nhau là hai người bạn thân. Nhưng mà trong hai người đó, một người lại suy nghĩ, nếu mà mình đi tu cho đến cuối đời thì gia dòng họ của mình sẽ bị tuyệt tử. Thôi, những cái đồ mà cúng tiến cái đời sống của một tu sĩ, ông ta mới đem bán hết, bán lại cho những người cùng tu, bán rồi lấy một số tiền về lập gia đình, rồi sống chung với vợ con. Ông ta sinh ra được một đứa con trai Khâu Khinh, thấy rằng có hương lửa nối dõi trong đường, rất là cưng đứa bé. Rồi một hôm ông đạo sĩ bạn ông đi về thành phố tới thăm người bạn cũ của mình, tức là ông cư sĩ, ông đạo sĩ mà đã hoàn tục đó. Thì ông cư sĩ này gặp người bạn cũ mừng quá, ra đảnh lễ. Ông ta ra đảnh lễ thì vị đạo sĩ chúc cho sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, rồi ẵm đứa con cho bà vợ đảnh lễ. Thì bà vợ cũng đảnh lễ, vị đạo sĩ đó cũng chúc sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Rồi bây giờ hai vợ chồng mới ẵm đứa con, ấn cái đầu nó xuống sát đất để đảnh lễ vị đạo sĩ. Bởi vì mình và vợ mình được cái vị đạo sĩ chúc cho sống lâu, sắc đẹp, an vui, thì cái con của mình chắc chắn này, tuổi trẻ này, nhỏ này, thì chắc chắn là sống lâu, sắc đẹp, an vui, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà khi đè đầu đứa con xuống đảnh lễ thì vị đạo sĩ kia né qua một bên, không nhận cái lễ của người con. Thì hai ông bà mới ngạc nhiên, tại sao kỳ vậy, mới hỏi cái nguyên nhân. Thì vị đạo sĩ mới trả lời, ta không đủ đức độ để nhận cái lễ đó, bởi vì đứa bé này 7 ngày nữa nó sẽ chết. Mà khi nghe nói 7 ngày nữa chết, hai vợ chồng chỉ có đứa con trai để nối dõi tông đường, mà bây giờ em chết thì bây giờ mình hoàn tục để làm gì, sống đời sống cư sĩ này làm gì, không có người nối dõi tông đường, vậy thì cái đời sống không có ý nghĩa. Cho nên hai vợ chồng quỳ lại khấn khoản để cho vị đạo sĩ kia cứu con mình. Nhưng mà vị đạo sĩ nói, ta không đủ khả năng. Người mà có thể cứu con của ngươi chính là Sa môn Gotama. Hãy tới cầu khẩn năn nỉ vị Sa môn đó sẽ giúp cho các ngươi. Nhưng mà ông đạo sĩ, cái người cư sĩ nói, đạo giáo của ta nếu mà đến nó cầu khẩn thì nó mất đi cái vấn đề tam quy, hoặc là mất đi cái niềm tin đối với giáo chủ của chúng ta. Thì vì đạo sĩ đó mới nói rằng, bây giờ cái uy tín, cái danh dự bằng cái sinh mạng của con nhà ngươi không? Ngươi thương con của ngươi không? Ngươi có thương chính bản thân của mình không? Nếu mà thương con của ngươi thì sợ nó chết thiệt, thì thôi đừng có nói. Nếu thương con của ngươi thì tới cầu khẩn vị Sa môn Gotama. Ông ta sợ vi phạm về đạo của mình. Nhưng mà vị đạo sĩ kia nói, cái chuyện mà bây giờ ngươi thương chính bản thân ngươi, thương chính con của ngươi, thì hãy đến cầu khẩn Sa môn Gotama. Và thế là anh ta bồng con tới xin Đức Phật cứu. Đức Phật nói, nếu mà nghe lời ta thì ngươi hãy về nhà làm một cái lạc ở giữa sân, rồi có một cái nghe là có, xung quanh đó, có những cái ghế ngồi. Tỉnh Di Tăng đến
người đệ con của người ngay giữa sạp á. Rồi Như Lai sẽ cho Chư Tăng đến tụng kinh cho vòng 7 ngày. Thì con của người sẽ được cứu sống. À, ông hai vợ chồng Bà La Môn này nghe lời Đức Phật và về làm một cái rạp. Và Đức Phật cho Chư Tăng đến tụng kinh mỗi ngày. Đến ngày thứ 8 thì Đức Phật xuất hiện. Mà khi Đức Phật xuất hiện thì quý vị biết rằng Long Thần Hộ Pháp, mà nhất là Đức Vua Trời Giải Thích xuất hiện luôn. Thế là các phi nhân Dạ Xoa, Atula, đồ này kia, những cái vị ác thần này phải dạt xa, không có ai được. Mà trong đó có một con Dạ Xoa, đúng cái ngày nó phải bắt cái thằng nhỏ này ăn thịt cho hoàn trả trong quá khứ. Thì bây giờ tới cái ngày nó canh me 7 ngày hả, 7 ngày thấy có Chư Tăng ngồi xung quanh. Và quý vị biết rằng Tăng này chúng rất nhiều hại, cái lực của Chư Tăng rất là mạnh, nó sát vô gần đâu có được. Alo, hết nghe rồi hả? Sĩ Khà nói kể chuyện nghe dở quá, không thèm nghe. Quý vị còn nghe không? 1, 2, 3 nữa mà huynh dân Nhật Hà nghe mà. Rồi Sĩ Kim cũng nghe nữa hả? Rồi quý vị biết rằng có một Dạ Xoa có quan trái bắt đứa nhỏ đó ăn thịt. Nhưng mà khi mà Đức Phật và Chư Tăng đến thì oai lực của Đức Phật và Chư Tăng, rồi các cái vị thiên thần, các cái vị chư thiên có oai lực làm cho Dạ Xoa đó đứng xa, rất là xa, không dám tới gần để làm sao mà bắt được đứa nhỏ ăn thịt. Nhưng mà thời gian đã qua, qua cái thời khắc đó rồi, thì Dạ Xoa đành bỏ tay. Và thế là đứa bé được sống thêm được 120 tuổi, cho nên có tên là Đi Ca Út, tức là đứa bé trường thọ. Thì chúng ta thấy ở đây nói lên cái vấn đề sống lâu là một cái hạnh phúc, là một điều khó. Bởi vì có 4 điều khó là khó sanh được làm người, làm người khó được sống lâu, khó nghe giáo pháp, khó gặp Phật ra đời. Và trường hợp khó sanh lại làm người, Bồ Đề Vương Tử, Bồ Thi Đà Chắc Ma Ra cầu con, cầu để cho có được một công chúa, một hoàng tử xuất hiện để nối dõi trong đời. Nhưng mà đâu có phải dễ. Khi mà chúng ta vi phạm về cái tội sát sanh thì cái kiếp người này khó mà sanh lại, mà sanh lại rồi cũng khó giữ được cái vấn đề mà trường thọ. Bởi vì sát sanh nó làm cho tuổi thọ của chúng ta tổn giảm. Rồi khi nãy giờ nói cũng nhiều quá, để cho quý vị già sinh hoạt nhé, làm mất thời gian của đạo tràng. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến sao về câu Phật ngôn 157? Alo, quý vị thấy một ông vua ác quá ha. Người ta làm một cái lâu đài cho mình, rồi canh me để giết ông ta, người thờ thờ mộc. Thì ông thờ mộc nó trốn đi. Nếu mà không được sự mách bảo của một cái vị bạn của đức vua này, thì chắc chắn là ông thờ mộc nó chết ngắt rồi. Nhưng mà ông ta thoát đi rồi, tức là ông ta biết yêu tự ngã của ông ta, tức là ông biết khéo bảo vệ lấy chính mình. Khi mà đức vua tàn ác như vậy, làm việc phải trả công, đây làm việc không trả công mà còn đòi giết mình luôn. Thay quý vị thấy cái tình người mà trong thời kỳ đó quý vị thấy rất là ác độc. Vua chúa, nghĩa là người ta nói sống chung với hổ là thấy trường hợp như vậy đó. Vua chúa rất là ác, mình làm công cho nhà vua mà không được hưởng công, làm xong rồi giết, ác dữ vậy.
Thì bởi vậy bây giờ muốn con muốn cái gì thì trong quá khứ cũng đã giết bao nhiêu trứng chim, chim con, chim mẹ, chim cha ha, cả một cuộc đời sống trên đảo sát sanh quá trời quá đất như vậy, bây giờ cầu tử sao nữa, cầu con sao nữa. Rồi ý kiến quý vị sao đối với câu Phật ngôn này, xin mời quý vị. Chứ thấy người nào mặt dễ ghét thì kêu lên. Trời ơi, không lẽ là cô tự nhiên nói tôi dễ ghét nè. Nhưng mà cô tự nhiên đưa tay lên là có vấn đề hay chứ không bây giờ đâu. Xin mời cô tu nữ tự nhiên. Chỉ có người mà chát lên thế này mới thấy là cái người đó dễ ghét thôi. Còn người đưa tay thì rất là đẹp. Rồi xin mời cô tu nữ tự nhiên ha. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân Ngài. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào đại chúng. Dạ, con nghe Ngài nói về duyên sự, từ duyên sự câu Pháp Cú 157, từ duyên sự này kéo đến câu chuyện khác, nghe rất là gọi là tuyệt vời. À, dùng cái từ tuyệt vời ấy, thì nó chưa bằng trên cả tuyệt vời. Cho nên là thời gian Ngài nói viên sự và từ câu chuyện này đến câu chuyện khác trên cả tuyệt vời. Vậy kính thỉnh Ngài dùng tách trà nóng. Không biết có ai nấu trà nóng cho Ngài không hay là tự Ngài phải nấu. Dạ, Ngài tự nấu thì Ngài tự dùng. Thực ra thì câu Pháp Cú Kinh 157 này rất hay. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Hòa Thượng Thích Minh Châu dẫn Mê Ly và khách sấy. Cảm ơn chị Kim. Nếu biết yêu tự ngã thì ý nói là mình phải tự bảo vệ mình. Có nghĩa là giống như cái duyên sự này, một người thợ mộc rất là giỏi. Và người này chắc là cái phước của người này cũng có nhiều. Cho nên là không bị cái hoàng tử kia sát hại. Vì nhờ có phước, cũng nhờ cái người mà trợ duyên nữa, cái người hoàng tử kia lại mách bảo. Có phải vậy không? Nãy nghe duyên sự nghe quá. Dạ, không biết có phải vậy không hả chị Kim? Vì người có phước á, thì khó mà ai mà hại được. Vì họ đã có phước nâng đỡ, thì chắc chắn họ bị cái gì đó thì cũng nhẹ hơn cái người mà ác. Cho nên cái người này trang bị rất là nhiều thứ, kể cả trang bị xây cái ngôi gì của công tử kia đó, thì cũng đã trang bị cho mình những cái thứ mà vợ con. Rồi cho mình đến khi xong thì mình bay, gọi là bay đến nơi khác mà cái hoàng tử không có tìm được. Cho nên là thoát nạn. Thì người đời thì cũng như giống như cái người đời mà thoát nợ vậy đó. Thì qua những cái câu chuyện mà Đức Phật đã giảng, cái sự kiện như vậy, cho nên là tới bây giờ mới có những cái câu pháp cú như vậy, thì đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Rất là phải nói là không biết như thế nào để mà mình học, mình hiểu. Bây giờ có những cái câu pháp cú như thế này thì mới hiểu được như thế nào là tự ngã, thì
mình biết yêu mình thì mình phải khéo bảo vệ mình, có nghĩa là mình phải ngăn ngừa chung quanh mình có những người ác xấu. Nhưng mà nói đi thì nói lại, có người xấu thì phải có người tốt. Thì chắc chắn nếu mình có phước thì mình được cái người tốt mách bảo để mình vượt qua những cái trở ngại, những cái mà người khác muốn giết hay là muốn hại mình chi đó, chắc chắn là mình sẽ vượt qua. Thì cái câu Phật cú 157 này nói lên, nếu mà nói lên, nó có hai người ác và người biết thương mình, biết bảo vệ mình, biết chăm lo cho mình. Ví dụ như người xuất gia hay là người tại gia. Người xuất gia thì cũng phải biết học, rồi mình phải biết nhìn chung quanh mình, người nào, người này, người nọ, người kia, có rất nhiều người. Bởi vậy cho nên là Đức Phật cũng có dạy có nhiều hạng người, mà tự nhiên nhớ không lầm là hình như là tới 6 hạng người luôn. Có không biết phải vậy, đạo tràng có nhớ rõ vậy không? Chị Kim có nhớ như vậy không? Tự nhiên thì nhớ là hình như là có tới 6 hạng người. Alo, chị Kim đâu rồi? Chị Kim ơi, tiếp tự nhiên chút xíu đi. Tự nhiên bận ra ngoài một tí. Chị Kim còn trước máy không? Chị Kim có thể chia sẻ câu người xấu, người ác. Thì chị chia sẻ như thế nào về câu Pháp Cú số 157 này? Hồi nãy giờ chị nghe Duyên Sự Ngài đã... Dạ, rồi. Bây giờ chị cứ cầm mic. Bây giờ tự nhiên không có xuống được. Tự nhiên cái tai bỏ xuống không được. Bây giờ chị cứ cầm mic đi. Chị giật mic đi. Khổ ghê vậy đó. Cái laptop. Con xin kính chào sư Phước Trang, sư Phước Thạnh, sư Thanh Tâm, con biết còn sư nào không? Con chào luôn các sư luôn, mấy sư bấp lùm luôn cũng chào luôn, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi trời, tôi chưa từng thấy cô lên chia sẻ, cô chia sẻ luôn đi, cô nửa đường cô đi cô bán cái qua cho tôi, thiệt tội nghiệp tôi ghê đấy. Cái mặt tôi đâu có dễ ghét đâu ha, cái mặt tôi dễ thương lắm đó. Chị nói á, cái mặt người nào dễ ghét thì kêu người đó lên. Tôi nghe rõ ràng luôn. Cô nói sánh 6 người hạng nào tôi không nhớ, nhưng mà trong Di Diệu Pháp á thì Đức Phật chia ra có 12 hạng người. Còn nếu mà tánh tình á thì Đức Phật nói có 6 hạng người: tham nè, sân si nè, tính nè, giác nè, tính giác bởi vì tham sân si tính, tham sân si tính giác, rồi gì ta, tham sân si tính giác, tinh tưởng giác mình ngữ trí, còn gì ta, quên á, tham sân si tính giác, ái tình nữa, dạ. Còn 12 hạng người thì có rồi. Một hạng gì đừng người khổ đó. Thôi qua này, bây giờ qua tới câu đi, qua tới Di Diệu Pháp nữa, đi lãng đảng nữa. Không biết nữa, tới đâu rồi. Rồi, cảm ơn quý vị. Con Bình Hà nghe được hả? Quý vị có nghe, quý vị trong đạo tràng có nghe âm thanh tôi rõ không? Mới nói tiếp chứ. Có mình cô Hà nghe được hả? Có ai nghe được nữa không? Cô đi đâu vậy?
hạnh kiểm, hạnh pháp. Dạ cảm ơn, vậy là âm thanh nghe rõ ha. Âm thanh nghe rõ thì mới nói được, chứ không người ta không có nghe mình cái gì được chân nói giống như nước đổ lá môn vậy. Dạ, tất con xin cảm ơn sư Chí Đức cũng như cô Tệ Duyên. Sư Chí Đức đã nói về, dạy về kinh pháp cú này, dạy đọc, rồi dạy phân tích, rồi nói về cái tích sự duyên này, nói cái sự duyên này quẹo qua cái tích sự duyên khác nữa. Với lại cô Tệ Duyên cũng chia sẻ phần nào. Theo con á, thì con vô thẳng vô trong cái bài câu kinh pháp cú 157 này. Cái câu kinh pháp cú 157 này Đức Phật muốn nhấn mạnh tới là cái câu số cuối cùng đó. Bác tí chắc gầy giá phanh lý tô. Tức là phanh lý tô là người hiền hiền, người thiền hiện, người có tu tập, người có trí tệ. Bác tí chắc chắc gầy giá, tức là phải luôn luôn cái gì? Luôn luôn tỉnh thức. Người trí tệ phải luôn luôn hiểu biết, luôn tỉnh thức. Tỉnh thức cái gì? Tỉnh thức về những thường đó, là bức Đức Phật về á, muốn tu tập là Đức Phật nói về cái thập thiện đó, 10 điều thiện nên làm, cũng như 10 cái phước hành tông mình phải làm. Thì điều đó, thì nếu mình tu tập, người biết tu tập, người có tỉnh thức tỉnh giác, có chánh niệm gì đó, thì trong ba thời kỳ, tới sáng, trưa, chiều, tối, kênh 1, kênh 2, kênh 3 vậy, con không biết tùy theo đấy, nhưng mà có nghĩa là Đức Phật muốn nói là suốt cả ngày, hay là nói rõ hơn là trong từng sát na. Mình không biết sát na là rất nhỏ, nhưng mà cứ nói là đại gì đi, để cho biết, tức là luôn luôn chúng ta phải biết về những cái ba cửa chúng ta làm, về thân, lời và ý. Phải luôn luôn biết rằng cái đó, những khi mình làm, mình nói, mình suy nghĩ hay mình tác ý gì đó, cái điều đó là cái điều đó phải tốt cho mình, có lợi cho mình, tốt cho tha nhân, tức là người ngoài, người chung quanh ta, chúng sanh chung quanh đúng hơn. Tại vì nói người thì nói người thôi, còn xúc vật sao, phải là chúng sanh. Cái tôm hết những sinh vật nào mà có sự sống, biết sự sống của mình, thì có hại, có lợi cho nó không? Cả hai điều đó muốn làm, thì đó là chúng ta đã luôn tỉnh thức, đã làm điều điều đúng, điều thiện, như mà Đức Phật cũng nói. Còn như cô nói, tức là mấy người đã có phước, cô nói về cái quả, người ta làm cái đó thì người ta được cái đó. Nhưng muốn cái đó là mình phải làm cái gì? Mình phải giữ vào các ba cửa của mình, thân, lời, ý. Thì trong giai đoạn này, Đức Phật cũng có nói chữ niếu với ông Bodhisattva, tức là dịch ra tiếng Việt Nam là Bồ Đề Vương Tử. Ông này con của ông vua, ông thấy chữ vua hoàng tử này, nó chữ Bồ Đề. Thì trong kiếp này, ông cũng chắc trong nhiều kiếp trước ông có tu, thì con người có khi làm sai, có khi làm đúng. Nhiều kiếp trước ông làm đúng, nhưng có một kiếp ông làm đắc ác. Ông đã trôi dạt lên đảo rồi, mà ông không tha mạng mấy con chim, ông ăn hết trứng chim. Rồi ông ăn luôn chim mẹ, chim con, ăn sạch ráo luôn, không còn gì hết. Tại sao lúc đó ông không biết rằng ông làm vậy, ông nhờ trứng chim ông ăn cũng được đi, thì nó còn đẻ cho nó đẻ trứng ra. Ông không phải bắt cá hay là làm ruộng, làm rác, trồng cây gì ăn cho đỡ. Ông xịt phàm hết tất cả mọi thứ. Thành ra ông không chừa, phải như lúc ông già hay là ông nào, luôn cả bà vợ của ông. Nếu Đức Phật đây, nếu mà ông biết dừng lại, ông biết suy nghĩ lại, cái tội sát sanh của ông, cái tội ông không nương cho một chúng sanh khác được một đường sống, thì bây giờ ông sẽ có hai vợ con gái. Cũng như cái chữ nếu này trong Đức Phật, hình như con Mít Tà hỏi sư, nếu cái kinh pháp cú nào trước đó con quên rồi, thì cái người mà đúng rồi, cái là Maha Thana Sắc Ký, tức là Sắc Ký là người giàu triệu phú. Maha là đại, Thana là tài sản, à đúng rồi, Maha Thana Sắc Ký, con nhớ vậy nhưng mà không biết số mấy. Thì ông này Đức Phật cũng dùng chữ nếu. Nếu trong ba thời kỳ hiện tại này mà ổng biết tu tập, thời thiếu niên, rồi thời trung niên, thời lão niên, ông ta biết tu tập thì ông ta có thể đắc vô cái quả mà tệ nhất với ổng á, là cũng là Tu Đà Hàm, là nhị đạo, nhị quả. Còn bà vợ ông cũng vậy,
là cũng vô dự lưu, nhưng mà ổng tu tập. Thì thành ra với một con người mà bị cái mảnh lực duyên nó áp đảo nặng quá, ổng mờ mịt trong phải chịu lãnh hậu quả của một cái nhân nào trong quá khứ, nhưng mà Đức Phật không có nói cho nghe. Thì trong này ổng đã từng thấy Đức Phật, đã từng biết các vị sư đã đi theo mấy vị tỳ khu trẻ để mà xin đồ ăn, mà tại sao không lợi gặp Đức Phật? Tức là ổng không có tâm tư nào mà tu hành hay là đảnh lễ hay nghe pháp gì hết. Thành ra Đức Phật cười thôi. Đó là Đức Phật bó toàn thân, ổng không có được quả gì hết. Ổng không, thường là Đức Phật thấy người nào mà đủ nhân duyên á, mà Đức Phật thấy lọt cho cái võng của Ngài là không cần mấy người đó lợi, mà Ngài lợi, Ngài chiếm mấy người đó luôn nữa. Còn cái này Ngài thấy nếu mà Ngài có giảng dạy hay có gì á, thì giống như nước đổ lá môn, nước vô bao nhiêu, nước tràn lại bấy nhiêu, Ngài không có phí lợi những người không đủ duyên giống vậy. Thành ra hòn rồi Ngài nói chữ nếu. Còn cái ông Bồ Thí Charas Kumara này, thì ổng là một người Phật tử, ổng biết đảnh lễ Đức Phật, ổng biết học Phật pháp, thì Đức Phật cũng ổng cũng có đủ duyên để mà ổng vô cái đất đại đạo Tu Đà Hoàng, mà những cái điều mà ổng ước muốn thì không được. Mà trong khi cái này ổng cũng còn chưa vô thấm đạo, ổng có cái tính ổng ích kỷ muốn một mình á, tức là muốn cái ông mà xây cái lâu đài của ổng là chỉ có một mình ổng có thôi, không ai có hết. Con người rất là ích kỷ, từ sự ích kỷ nó sanh ra cái sự mà tàn ác giết người để mà mình được cái số đó. Đó là con thấy cái tâm tư của ông này cũng có trong nhiều người trên thế gian này bây giờ vẫn còn nhiều, tức là muốn mình là số một thôi. Thì đó một cái sự ngã mạn tới cái mức độ mà độc tài độc ác. Thì con nhớ cũng một câu này, thì Đức Phật cũng nói chữ nếu. Nếu mà cái ông mà hai vợ chồng chỉ có một cái áo thôi đó, mỗi lần đó, ông chồng đi ra mà ăn xin đó, là phải lấy cái y đó quấn bà vợ ở trong nhà, phải chùm lá, chợ không biết người đâu mà nghèo dữ như thế nữa. Thì nhưng mà ông nghe tới Đức Phật, cái lòng ông rất là thích, ông rất hoan hỷ, ông muốn cúng dường cái áo duy nhất của ông có, là cũng như cái gia tài của tất cả gia tài của mình. Ông cứ ngọn suy nghĩ tới kênh 1, kênh 2, kênh 3, cuối cùng ổng canh cuối cùng ổng mới đem cái miếng vải đó lại chỗ Đức Phật, dâng lên cho Đức Phật. Thì Đức Phật cũng nói chữ nếu ổng cúng dường cho Đức Phật cái miếng vải đó vào cái canh thứ nhất thì ổng được gấp 3 lần, thay vì ổng cúng dường cái lần cuối ổng được có 8 thôi, nhưng lần thứ nhì cũng được 16 lần, nhưng ổng cúng dường lần thứ nhất thì ổng được 8 là 24. Còn nhớ như vậy đó, không nhớ cái số lượng bao nhiêu, nhưng mà ổng cuối cùng ổng tới cuối ổng mới dân cúng thì ổng được chỉ có 8 thôi, chứ nào cũng 8 hết, giống như bà 8 vậy. Thì trong cái câu này thì Đức Phật muốn nói đó, nhấn mạnh cho các chúng sanh biết ý của Đức Phật muốn nói trong cái câu kinh Pháp Cú này là tất chi cách chay giá thành bí tô, tức là chúng sanh chúng ta luôn luôn tỉnh thức, phải biết rằng mình làm cái gì, nói cái gì, suy nghĩ cái gì để mà không thiệt hại đến cái nghiệp, để tạo đi cái nghiệp tốt của mình, đừng có nên vướng vào cái nghiệp xấu. Khi mà vướng vào nghiệp xấu đó thì cái quả nó sẽ đi theo giống như vậy. Thì vỗ tay có một cái, người ta vỗ tay có hai ba cái, nó nghe dữ lắm đó. Ủa cô nói cô đi đâu sao còn cô còn nghe nữa, trời đất ơi. Ok, thì trong đó thì Đức Phật nói là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức. Thì tỉnh thức là thường những người có trí tuệ người ta mới tỉnh thức, nhưng mà người không có trí tuệ nhưng mà có gặp gần người trí tuệ thì mình bắt chước thì cũng từ từ thành người trí tuệ, chứ đâu phải ai sanh ra đời từ ta sanh mẹ đẻ ra lại thành người khôn đâu. Thì cũng như sanh ra đời mình phải nhờ cha mẹ mình cho mình bú sữa, dạy mình nói tập, rồi mình đi học. Tiểu học thì cô dạy cho mình đánh dần ABC, rồi từ từ lên viết văn, rồi làm toán, đọc củ chương, làm từ từ cao thì nó từ từ lên. Vấn đề là cái người đó có muốn cố gắng tiến lên không, hay muốn đứng yên một chỗ, thì phải tỉnh thức, phải tu tập lên từ ít lên cao giống vậy. Tức là mình ở trong vị trí trong ba canh thì phải luôn tỉnh thức, thì phải khéo bảo vệ mình. Thì tỉnh thức đó là bảo vệ rồi. Mình tỉnh thức là mình bảo vệ gì? Bảo vệ cái nghiệp của mình, bảo vệ
cái tài sản, cái thánh sản của mình, cái thế sản. Có người nói thiên sản, thế sản, thiên sản, thánh sản, nó chia làm ba thôi, nhưng không biết ở thiên sản đâu. Nhưng mà ở trên cảnh trời á, dục giới đó, thì như là mấy vị chư thiên ở trên cảnh trời dục giới, nó còn có 11 cảnh, thì nó cũng vẫn thuộc về dục giới thôi, thì nó thế sản thôi. Thì nói thế sản, thánh sản cho dễ hơn. Tại thiên sản ngồi trên đó thì sướng cái gì đó thì cũng chết thôi, cũng hết thuốc thì cũng đi xuống đầu thai thôi, chứ không có gì thánh sản. Thì mình có thể vô trong thánh đạo để từ từ tu tập lên, sẽ cắt ngắn đi cái đoạn đường luân hồi đầy đau khổ, đời là bể khổ. Thì con chỉ có chỉ vậy thôi, còn 13 phút nữa con nói vậy cũng đủ rồi. Con xin trả máy lại, nhường cho, không biết người nào dễ ghét nữa, con không biết người nào dễ ghét, đâu biết mặt người nào đâu, không biết người ta dễ ghét cái kỹ thư. Con trong khi, nhưng mà trong khi con chia sẻ, nếu con có làm một điều gì hay nói một điều gì lầm lỗi, con xin cảm ơn các cô tư nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng chỉ dạy. Con xin lắng nghe và con xin trả máy lại, và con chúc quý tất cả mọi người trong đạo tràng có một ngày an vui và may mắn. Con xin trả máy lại, con không biết người nào muốn lên thì giơ tay giơ chân lên đi nha. Dạ, sa thú chị Kim. Dạ, thì khi mà đạo tràng tự nhiên bận thì có người đỡ mít, gọi là năng duyên như vậy là phải nói là quá là tốt. Dạ, cảm ơn chị. Thì bây giờ thì thường thường tới cái giờ chia sẻ thì Ngài nói là một người cũng không chưa đủ mà phải nhiều người. Thì trong đạo tràng mình mỗi người có một mà ý và một cái suy nghĩ, cái sự tu tập khác nhau. Thì mỗi người chia sẻ nhỏ hả? Sao bởi vậy nó kỳ lắm, có lúc á là nói lớn, rồi có lúc á thì bỏ tay xuống không được. Dạ, cảm ơn chị đã cho biết. Và bây giờ thì con thấy thượng tọa Thanh Tâm, hồi nãy con xin sám hối, con không thấy cái nick, bây giờ con đã thấy thượng tọa Thanh Tâm. Thượng tọa có thể chia sẻ cho chúng con được hiểu câu pháp cú 157 này. Xin thượng tọa hãy có vài lời chia sẻ đến đạo tràng, cũng đã từ lâu rồi, tự nhiên cũng chưa có nghe âm thanh của thượng tọa. Vậy thượng tọa có thể chia sẻ được không? Dạ, kính thỉnh thượng tọa. Dạ, nếu không thì mời bây giờ mời đi ha. Mời ở đây có Giang Nhật Hạ, có Hạnh Pháp thì tự nhiên quên rồi. Cũng chia sẻ về suy nghĩ câu pháp cú. Tại vì cái thời gian này á thì Ngài thường nói khi mà Ngài đã đọc duyên sự xong thì Ngài sẽ để lại cho đạo tràng mình suy nghĩ những cái suy nghĩ của mình, rồi mình chia sẻ cùng nhau để học hiểu. Đó gọi là năng duyên. Đó cũng giống như hồi nãy tự nhiên mà bận mà đưa tay xuống không được, cũng nhờ chị Kim đã đỡ mic và đã chia sẻ, đó gọi là năng duyên đó. Dạ, đạo tràng. À, chị Meta, xin lỗi chị, nãy giờ quên chị nữa. Bởi vậy năm nay nó khác hơn năm rồi. Lẽ ra đó, để tự nhiên nói ngoài cái câu pháp cú này một chút, tự nhiên có mặt tại chùa Siêu Lý, nhưng mà vì cái long thể bất an, nó cái tay quyên một bên tay phải, vì nó đau hết một bên tay phải, mà cái người nữ á, thường thường người ta nói á, là đau bên tay phải á, là nó bị liệt luôn,
cho nên là tự nhiên không có dám lái xe, vì mình lái xe bữa hôm trước á, cho nên nó bị tổn thương, cho đến hôm nay nó vẫn còn đau, vì mình phải bảo vệ. Cũng giống như mình nếu biết yêu tự ngã, đó là cái thân của mình biết mình đau chỗ nào thì mình phải thương nó, mình phải nương nó, mình phải để mà mình dưỡng nó thì mình mới còn tồn tại. Thì tồn tại đến đâu hay đến đó, cái phước của mình được đến đâu thì hay đến đó, cái tuổi thọ của mình đến đâu thì mình hưởng đến đó. Nếu mà lỡ gọi là cái mình lỡ mà mình bị trước như vậy mà mình không ngăn ngừa thì nói làm sao là mình liều, biết như vậy mà còn đi rồi quyến thuộc rồi bây giờ thì ông bạn thì không còn, nhưng mà quyến thuộc mình vẫn còn, con mình vẫn còn, rồi lúc đó là nó lại khiển trách mình, mẹ biết cái thân của mẹ như vậy là mẹ còn cố, đúng không? Cho nên là tự nhiên cũng thôi, bây giờ mình biết mình như vậy rồi, tuổi cũng lớn rồi, mình dự có một buổi lễ đó mà làm tổn cái thân của mình thì thôi, bây giờ mình không đi. Tại vì mình còn ở trên thế gian này thì có rất là nhiều cái lễ khác, chứ không phải riêng về cái lễ đó mà nó tổn hại tới cái thân của mình. Dạ, bây giờ thì thời gian chỉ còn 6 phút nữa, nếu không có ai chia sẻ thì con kính thỉnh Ngài trở lại. Hồi nãy giờ Ngài dùng nước gì rồi? Bây giờ Ngài tỉnh chưa? Giờ con kính thỉnh Ngài trở lại để tiếp tục vài phút nữa rồi sẽ đóng rung. Dạ, kính thỉnh Ngài ạ. Alo, 1234, Ngài không đến là con thả, con cũng xuống luôn nha, tại vì còn có vài phút, bây giờ Ngài trở lại đi. Phù vậy. Thế bây giờ, Giang Nhật Hạ còn vài phút nữa, Giang Nhật Hạ có thể chia sẻ vài phút được không? Thường thường người ta nói á, khi mà 6:30 Giang Nhật Hạ hốt liền, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Alo, dạ không biết Đạo Tràng có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Sittina. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sankha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, thì thật ra câu này cô Kim và cô Tự Duyên cũng đã chia sẻ rất là hay. Thì con cũng có một ý kiến nhỏ thôi, thì theo con là cái câu này là cái câu đầu tiên của cái phẩm tự ngã. Thì nếu biết yêu tự ngã thì là Atta Năng Che Bí Dăng Chanh Nha. Thì là yêu tự ngã là mình, theo con cảm thấy là nói lên cái thái độ mà yêu thương của chính mình, và những cái hành động mà bảo vệ, để hỗ trợ và phát triển những cái thể chất, những tâm lý và cái tinh thần của chính mình. Thì mình bảo vệ ở đây là nó có cái phần tâm và phần thân. Thì cái phần thân thì là mình bảo vệ, không phải là mình chăm sóc tóc tai, trang điểm, son phấn, áo quần sạch đẹp. Giống như lúc nãy cô Tự Duyên cũng có nói là long thể bất an, thì thường
cái lông nhan nó bất ổn thì cái phần đó là cái phần phần sắc đẹp của mình, thì mình không có phải là chăm sóc như vậy, nhưng mà là mình phải bảo vệ cái sức khỏe, cái sự ngủ nghỉ, ăn uống điều độ, thì để nó phòng ngừa những cái bệnh tật. Còn cái phần phần tâm á, thì ở đây không phải là những cái giây phút mà mình ngồi mình ngắm hoa, mình nghe nhạc, mình xem tivi hay là đi dạo phố ngắm biển, nhìn núi trời, nhưng mà là cái muốn bảo vệ cái phần tâm là cái sự sự tĩnh tâm, thiền định, học pháp, mình làm cho cái trí tuệ mình nó phát triển và có tạo được cái niềm tin nơi Tam Bảo, có được cái sự tinh tấn, phát triển được cái niệm lực, định lực và phát triển cái trí tuệ. Và mà nếu mà làm được đầy đủ trong ba thời ấy, thì là rất là tuyệt vời. Đó là mình tỉnh thức, mình làm gì biết đó, thì là cũng là cái cốt lõi của cái sự tu học của mình. Dạ, con chỉ có cái ý kiến ngắn như vậy thôi. Có sai, có thiếu sót thì con mong sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con và góp thêm ý kiến. Dạ, con còn 1-2 phút thì con xin dâng mic lại cho sư để sư có thể tổng kết lại và đóng gom. Dạ, con xin dâng mic cho sư ạ. Sà tu, sà tu, cô tu nữ tự duyên, Kim Kim, Quỳnh Giang Nhạc Hà. Vì nào cũng có ý kiến hay hết. Ở đây, câu Phật ngôn này cho chúng ta một cái ý niệm liên quan đến cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Thì quý vị thấy rằng chúng ta trong trong đạo tràng này, trong giờ phút này, thì chúng ta chỉ biết trong giờ phút này chúng ta làm gì, tức là tỉnh thức á. Phải biết rằng cái lời nói của chúng ta rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng mà chúng ta nhận được cái gì trong cái thời gian chúng ta đang thở, chúng ta sống với chính mình, Ehipasiko, hãy nhìn lại chính mình trong cái thời điểm này, mình là thiện hay là ác. Thiện mình phát triển để có sự an vui, ác thì mình cũng phải chỉnh sửa lại để được an vui, chứ không phải là cứ nghĩ rằng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, hoặc là thiếu niên, trung niên, lão niên, mà bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi, hoặc là chúng ta còn trẻ nhưng mà có một sự suy tư, thì khi có cái phút giây này, chỉ có phút giây này là tuệ quán chính là đây này. Chúng ta phải biết tỉnh thức, ghi nhận, biết mình đang là cái gì. Thì nếu mình biết được cái chỗ đứng của chính mình, biết được khả năng của chính mình, thì mình mới có được một sự lượng sức. Chính cái này là thiện, chính cái này là ác, và thiện và ác này rồi đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải bỏ. Nhưng mà trường hợp đó là bậc thánh, đó là những vị A-la-hán, gánh nặng để đặt xuống. Còn chúng ta thiện thì phải phát triển, ác thì phải ghi nhận để mà không có vi phạm nữa. Thì sự tỉnh thức của chúng ta là phải biết chúng ta đang là cái gì. Chính cái biết đó là điều rất là quan trọng. Bài học hôm nay cho chúng ta thấy Bồ Đề Vương Tử Bồ Thí Ra Chắc Cú Ma Ra không tự mình mà luôn luôn chấp thủ vì cái bản ngã
chứ không phải là tự ngã. Bản ngã còn tham, còn sân và còn si. Chính tham là muốn giết cái anh chàng là Tam Mộc kia để mình độc chiếm cái lâu đài này. Sân là muốn hủy hoại cái anh chàng Tam Mộc đó để không có cái thứ hai xuất hiện. Và cái si là không biết mình là ai, ác quá mà chạy tâm vải thỉnh Đức Phật lên đó để mà coi cái tâm nguyện của mình có thành công hay không, tạo nhiều việc ác. Nhưng mà muốn hạnh phúc cho chính mình, đó là một điều không thể. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Cứ nghĩa là luôn luôn chúng ta phải biết mình, phải tỉnh thức. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin hóa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na san chong a chê na so tu vô phô tu sa phạt đà. Do lời chân thật này, kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhá. Xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng gương ạ.